Đã biết sự không biết. Bé cái vui kia nè. Con bắn rất sướng. Bỏ nó lên lông trên đi. Ê ê ê. Kéo ra. Cuối cùng mình cũng được con. Xin chào các bạn. À, các bạn nhìn nè. À, hồ hoang đây. Con phế mà anh em mình phát hiện có cá dưới này. Bây giờ mình cũng đang khai vào khám dưới. Và đã đem máy tới đây. Hút luôn. Hút cái hồ hoang này. Để nó cả bắt cá luôn anh em nha. Anh em nhìn hồ khủng quá. Xin mời cả nhà theo dõi thật kỹ khi cạn hồ hoang. Cá có nhiều không nhé. Xin mời. Đó, cái hồ rất là to nha anh em nha. Nhưng bây giờ thành hoang phế rồi. Cỏ phủ hết rồi. Giờ cảm thấy có cá dưới này. Rồi, đem máy tới luôn. Nổ luôn, hút luôn. To rồi. Bỏ hoang. Đó, to. Cỏ phủ hết rồi. Bây giờ đem máy tới. Hút luôn. Mình thấy máy này. Phải lại cho nó cạn xong chặt nữa anh em bắt cá cầm mấy phô hồ bắt cá mình review cho các bạn xem bắt cá hồ hồ này nhé. Cạn hồ rồi anh em ơi, đang xuống cận cảnh đây rồi. Ui vô rồi. Con kia đá đấy. Ui, đã vô. Để cái này hút khô luôn. Lỗ kim. À kim cái lẽ cho để nó hút cho. Nhanh lên. Ui, nó bay lên khô luôn. Nó bay lên khô luôn rồi. Hãy đi cho để nó hút cho. Lấy không bứt cái lẽ. Nhanh để hút cho. Còn bay vô đây rồi. Đừng cho nó hút gió là nó hút khô được, chứ không là nó không khô được đâu. Lượm đi, lượm cá chép đi. Bỏ nó lên lông trên đi. Ê. Cuối cùng mình cũng được con. Thank you.
quá. Nhẹ thôi. Nhấp nhấp. Cũng một rồi nhấp. Anh quay. Ở đây mà. Sẽ ơn. Lẹ đó. Nè đó. Này nó đánh cái học tụi này nó đánh ghê lắm mà. Nó có cái rửa với cái ấy à. Có cái rửa. Chặt. Ui ha, mà cái chỗ này cái lỗ. Được không? Được không? Đi đi. Nó học nó mò nữa. Đây nó nó. Đây. Chưa chưa nó chưa chết. Rồi dính rồi. Đưa rồi, đưa rồi để cho nó lượm. Nó nằm trên này thôi. Nó càng lên hết á. Cái mày mai mình dí nó không ngon này. Mà nó càng ra. Nó ọc vô trong đó đồ mà trong đó có con khủng. Này hai cái xác cấm con cái vượt này. Nãy nó đánh chỗ đó một phát mà sao lại không không lắc. Đây một chút vậy là không. Chỗ nào? Chỗ không gặp nó phải không? Chỗ cứ vượt có cái cần đó luôn phải không? Coi thử. Mong em liếng. Tao nói rung tao biết mà. Em liếng. Không thể xảy được đâu. Đây là vô bên trước. Đập anh không? Đập anh không đi. Đập anh xuống hả? Cứ dậm 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 xuống mình. Khúc này dậm dậm. Từ từ luôn. Mày cứ đưa đứa căng bị bố nào chứ có dậm. Cái đợt lắm sình rồi. Ủa cái ốc đó nãy nó đánh ột mà không. Nó lược tạm á. Ừ, nó vô trong đó rồi. Nãy còn hỏng lên á. Yếu đồng mới sạc. Mới sạc hồi trưa chưa dí mà yếu quá. Đùa mà lại đánh cái hộp đây dễ sợ lắm mà. Phì đã mặt út cục ú. Cái này mai xuống sớm rồi mà. Không có à? Ừ. Khó lắm nha. Đây đi. Đây là tiền á. Dầm cho nhiều dòng số, bà ghi. Mùa đâu, mai cho mấy người bò hết rồi. Có nó rùng đi. Nó chỗ đó này nó đánh ọc ọc ọc. Coi vậy đi chứ. Nó trong đó rồi. Thôi thôi. Nó ọc ọc. Nó hả? Vậy cơ. Có quá. Hồ hôn có quá. Bên phút đốt
quá cả. Nó mè gì đâu. Ngoài là thì có gì đâu. Đánh. Ừ. Còn đánh hả? Còn đánh, đó. Còn đánh lọc ọc trong á. Đây nè, này không đó. Mới đánh lọc ọc trong cái lỗ đó chưa bắt được nè. Ngay chỗ đó luôn. Không biết anh gì mà cứ đánh là rõ ràng ngay chỗ đó luôn rồi đó. Đó đó đó, đó. Ngay chỗ cái đầu cần. Ngay chỗ đó luôn. Nó vô thì nó vô cái đá con phi. Sốt đâu rồi. Nó rập vô trong đó hết rồi. Bỏ khi ấy nó rập vô rồi, khi vừa rọt nước rồi. Nó cằn liền chứ. Nó lại đánh ọt chỗ đó cuối cùng. Thằng này một con phi nó vô đó. Ma đi, ma nó ra lại. Thôi, được rồi, chính là phẩm như ra đây được rồi. Sẽ bớt buồn. Hai lóc à. Hai lóc anh em ơi. Chắc cạn vô trong hết rồi. Cạn hết rồi. Hai lóc này là cái gì? Cạn vô không? Rồi, lên nẹp, sách cá. Thôi, anh em ơi, lên anh em ơi, tối rồi. Ủa, quá tối rồi. Trời gì mà nó khô cái hồ hoang này không rồi. Nó tối luôn rồi. Rồi, lên. Tối quá rồi. Mới bắt mấy con thôi, còn chưa tâm lại. Hy vọng khúc cuối. Có một liên. Chỉ cần có cái ấy là nó tự nó đánh liền. Thôi. Mai mấy con kia nó đánh hơi nữa cần ra. Rồi, tối rồi. Giải tán. Lên. Thôi lên anh em ơi, tối rồi. Ồ. Chiến lợi phẩm hôm nay. Tắm rồi đã nghe, chưa tắm đâu nghe. Wow. Quá xinh anh em ơi. Thôi lên, lên nhà ấy nước. Thôi, tạm biệt hồ hông. Trời ơi, cái hồ mà cả mà từ bên kia. Còn được một cái lỗ duy nhất chính giữa. Banh ra hết. Được chiến lợi phẩm. Trời ơi là trời. Đây, hai xô. Cá khủng lắm anh em à. Ừ. Nhìn thấy không? Thôi lên, tối rồi. Bùng mà giăng lên máy quay luôn anh em ơi. Bùng giăng lên tối vui luôn rồi. Bỏ lên. Anh em theo chị nha. Wow.
Tới tối luôn mới khô thôi. Ờ, tới nhà ra đây bơi. Tối luôn. Máy quay mà bay bùng lên lúc luôn. Con này nhỏ ra đây, con này ngồi ha. Cá khủng không? Cá khủng không anh em ơi. Cá còn nặng mấy. Bỏ vô cái vỏ ra mà không ra là biết anh em thấy không? Chụp nữa. Không ra chết. Có được cầu cá chép nữa. Rồi thay cao. Bỏ ra đây rửa số đi. Quá. Còn á. Quá khủng, quá khủng. Chết, đóng đâu bác rồi. Quá khủng luôn cá. Cá khủng không anh em à. Có cá nhỏ. Chú ăn lấy là hai ba con mình ăn. Hai ba con mình ăn. Chú ăn hai ba con. Ok. Chiên trong bên. Thôi kéo là tôi thành đồng rồi, chắc tạm biệt anh em với món cá khủng này đây. Đây anh em có ăn lấy nè, anh em thấy chưa, quậy rồi xong bà con ta, bà con là nhiều rồi đấy. Thôi tối rồi anh em à, tôi mỗi người lấy con về ăn cái này. Chào các bạn, thấy mấy anh em bắt cá thú vị không? Giờ cá cũng về rồi, mình làm. Giờ anh em nào vào xem cho mình like cái lệ đăng ký kênh, nhớ nhấn chuông subscribe để có những video mới nhất của Hiến Nguyên Trung nhé. Còn bây giờ Hiến Nguyên Trung xin nói lời thân ái, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.